Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, trải qua một ngày một đêm tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả, thì công đức đạt được rất nhiều so với công đức kia. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Đại Bồ Tát ấy do nhân duyên này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, bạch thiện thệ rất nhiều, phước ấy vô số, vô lượng, vô biên. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nương vào lời dạy của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà an trụ, dù chỉ trải qua một ngày một đêm, tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì công đức đạt được hơn công đức kia rất nhiều. Vì sao? Này thiện hiện, vì nếu Đại Bồ Tát chẳng xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì không có việc đó. Nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với quả vị giác ngộ cao tột mà có sự thối chuyển thì đó là việc dĩ nhiên. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì chẳng nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa.